Hello các bạn, đây thì sang gian hàng tiếp theo nha các bạn nhé. Thì vừa nãy mình quay những cái bên kia rồi, giờ các bạn xem bên này này. Mâm cặp, vòng bi. Đây là những cái kiểu đậu. Mâm cặp. Cặp phôi vào để người ta tiện sắt. À, vâng. À, cái này đúng rồi. Cặp phôi, cặp cộng sắt. Một người bê là không được, không nổi luôn. Nặng lắm. Cái này phải tầm 40 cân, 45 cân. Bê được nhưng mà nó sẽ vất vả. 450 cân mà 50.000 cân khoảng 2, vâng. 2 triệu 2 triệu. Vòng bi. Đấy, những vòng bi này. Cũ thôi nhưng mà các bạn nhìn này. Vẫn lăn nó rất mềm mại nha này. Mình đẩy nhẹ cái nó lăn như này này. Đấy. Không có dùng một tí lực nào nha các bạn nhé. Đấy. Các bạn nhìn này, sáng loáng. Đây anh lau đi này. Đấy. 50.000 một vòng. 50.000 một vòng này, đúng rồi, của Nhật xịn luôn này. Đấy. Đây là người ta tháo máy mà. Vâng. Thế mình phá, ví dụ phá motor, phá đồng nhôm là mình thệ vòng bi nó còn tốt, mình lại bỏ ra, mình lại đưa vào đây, mình lại bán. Mình không bán được, mình lại loại. Những cái vòng bi như này sử dụng này. Tốt lắm. Đây, cái loại to, nhỏ, cỡ. Cái này để cho vào cái trục mà để cái xe kéo được không nhỉ anh nhỉ? Đấy, xe kéo đây. À, thế tẹo khi em phải đấy, làm đôi chiếc. Ừ. Bố em có cái xe kéo ở nhà nhưng mà nó hơi bị yếu. Nó trơn. Vâng. Đây, để nhẹ cái nó lăn này. Ừ. Không cần phải dùng tí lực gì. Cái rũa của Nga, rũa Nga của giày khách nó mua xong rồi. Người ta rũa. Ừ, người ta rũa ở đây mòn hết như này. Người ta thử xem nó có độ sắc hay không ấy. Vâng. Cái này cái của Nga đây. Vâng. Nga xịn luôn. Vâng. Đấy, nhìn chào đây, nhìn nhá. Nó đang có gà cạnh này. Nhìn này. Nó đấy. Mòn hẳn lên luôn. Mòn hẳn đi luôn này các bạn nhìn này. Đấy. Đây nhìn cạnh này nhá. Đây nhìn cạnh kia. Đấy, đúng là rũa nó xịn nó khác anh nhỉ. Mới không bằng đâu. Cái rũa này là anh bán bao tiền này anh? 20.000 chiếc. 20.000 chiếc rũa này các bạn nhé. Đấy, các bạn đến có nhu cầu thì các bạn đến thẳng đấy luôn. Một bên mịn, một bên thô đây. Vâng. Đây là những vòng bi to nhỏ này. Đấy, vòng bi tháo máy này. Tháo máy đây. Vâng. Cả thanh lý các nhà máy về là phế liệu rồi ở cái máy móc mới lại các motor hỏng đây. Vâng. Mình phân kia mình bán sắt vụn đồng. Những cái vòng bi như này thì to nhỏ anh bán giá như nào anh? 5.000, 10.000 tùy. Vâng, 5.000, 10.000 các bạn nhé. 20.000, 30.000, cứ 50.000. Đây vòng bi mới này. Vâng, trong... đây xem vòng bi này. Bác nào lấy nhiều thì toàn theo cân rồi. Vâng. Đây vòng, vòng bi mới này các bạn. Ui, cái này thì đúng thật là mình chưa biết là cái này nếu mà có mang về mình chưa biết sử dụng ở mục đích gì. Nhưng mà những người mà có mục đích thì nhìn này là phê ngay. Vòng bi mới này anh bán giá nó phải khác chứ đúng không anh? Không thì nhỏ hết, cũ à, mới nó cũng bền như nhau mà. Ờ. Cái này nó, cái này còn nó chạy còn... nó chạy nó mới ấy. À, chưa sử chưa sử dụng chưa sử dụng luôn đấy. Cái này của Nga. Ấy. À. Thế mà mới như thế mà người ta lại thanh lý bỏ hết, bỏ. À. Chắc là hết cái quá trình niên hạn sử dụng của người ta đúng không anh? Cứ là cái vừa nãy anh giải thích rồi là người ta dùng 100 cái nhưng như người ta nhập về kho phải 100 cái nhớ không may hỏng hóc thì thay thế vâng. Thì người ta sẵn thay. Đây, đây các bạn nhìn cũng vòng bi này. Ui, này, cầm ra sáng các bạn nhìn này, mình lăn này. Đấy, nó quay chất liệu luôn. Mà cảm giác nó lăn nó nhẹ nó êm lắm. Đây là đồ cũ nhá chứ không phải mới đâu các bạn. Đấy. Mới thì nó êm là chuyện bình thường. Này, các bánh răng này. Đấy, đây. Chắc ngày xưa nó làm tốt. Nhìn nó thế này. Để mà nhìn chế. Cái chất thép nó lịm lại này. Này chế. Bây giờ vỡ ngay. Bây giờ người ta làm kiểu gì nhá? Bây giờ cái kiểu nó chạy vài bữa cái bắt đầu nó mẻ này đi. Cái này công nhận ngày xưa làm. Em thì không nhìn thấy nó mẻ nhưng em nhìn thấy nó bị sứt một sứt cái vòng nó quay thì nó đấy. Sẽ bị sứt theo kiểu cái chiều của nó. Đấy. Nó méo đi. Đấy, các bạn cũng đây cả số vòng bi. Cái này nó không cứ phải vào việc đâu. Vâng. Bởi vì cái này các bác về các bác chế sản xuất băng tải hay cái gì là các bác cứ theo cái số lượng theo cái này là người ta lấy thôi. Vâng. Đấy. Hàng loạt thôi. Này mình anh bôi dầu mỡ vào đây hay là nó từ nó trước tự có. À. Đây nó bỏ mà đây, vâng. Nó có dùng đâu. Nhưng chính ra có dầu mỡ như này, có lin như này thì nó không bị bảo han. Vệ, đúng không? Bảo vệ càng tốt. Đây, xem bên này. Đây các cái mũi nha. Mũi là mũi khoan gì không biết. Tiện gì không biết. Vâng. Tất cả những cái đầu này đều có hợp kim hết. Vâng. Đấy. Cái đầu
file đều có hợp kim, vâng. Mới chưa sử dụng. Thanh lý. Mà đều của Nga nhá. Vâng. Cái đầu này anh cũng bán mấy chục nghìn một chiếc chứ hay là như nào? Cân, tính cân. À, cân. 100 nghìn một cân nữa nhá. Đấy. Bên này bán 100 nghìn một cân hết. Không, tùy loại thôi. À, tùy loại nhá. Tùy loại, có loại mấy chục nghìn. Vâng. Như em nhìn mấy những cái mũi như này là à cái này ạ. Này, các bạn nhìn dưới này này. Đấy, mình cầm cái mũi lên cho các bạn xem. Lặng trịch luôn. Này, 2 3 cân. Cứ là chưa sử dụng tí nào ấy, nhìn thì nó bụi bặm ấy. Vâng. Dầu mỡ nó bẩn bị nó bám vào ấy. Vâng. Thì nhìn nó bẩn thôi nhưng nó chưa sử dụng một tí gì. Vâng. Đấy, các bạn xem này. Bên trên này là những lưỡi cưa này thì hao hết rồi. Cưa gỗ. Cưa sắt. Lưỡi cưa này thì ham rồi. Không, nó màu ngả màu thôi. Nó vẫn chạy ngon. À thế ạ. Nhưng mà có khi người ta trả vào dùng vào việc ấy thôi. Có vâng. Cái đấy thôi. Mấy cái kia thôi. À, người không cứ người ta phải về dùng ấy đâu. Vâng. Thế nào. À, không cứ người ta dùng vào cưa đâu. Mà cứ về người ta làm dao cơ. À rồi. Người ta cắt từng khúc ra một đúng không? Đúng rồi. Người ta phải làm dao. Vâng. Đây bên này là bu lông ốc vít này. Cân 30.000 cân. 30.000 một cân các bạn nhìn này. Sáng loáng luôn. Vẫn là cái này của Nga hay của Nhật đấy. Nhật. Nhật này các bạn. Ốc này các bạn dùng bắt cái gì? Cái này phải dùng những cái cơ khí nó thật là to. Hoặc là cái này mà bắt ở ví dụ như những cái mà chịu lực lớn ấy thì mình dùng cái này được. Cái này thôi nặng lắm. Vâng. Cái này nó cũng phải tầm 5-6 lạng. Ở đây lẫn lộn lắm. Để nhiều thứ lẫn lộn. Vâng. Đây chú đi lên này. Đây. Đây, xin phép anh là dẫm lên đống này chắc dẫm. Không sao. Không sao, dẫm thoải mái. Đây là những cái khẩu to, khẩu to luôn. To. Số nhỏ li ti. Khẩu này thì cái này mới thì không ăn thua, nhìn nó mỏng lắm. Ừ. Cái này thì không nói, nhưng mà các bạn nhìn vào những khẩu này. Đấy cái chất nó thép mà nó dày như thế này. Ừ. Này nó đảm bảo các bạn dùng thì chỉ có gãy tay cần chứ làm gì có chuyện mẻ được cái này anh nhỉ. Ừ. Đấy, tiếng sắt này. Wow, kêu nó keng như tiếng chuông. Rất nhiều khẩu đây tay khẩu này. Đây, các bạn nhìn đi. Cái này đúng rồi. Các bạn quay video không biết là các bạn nhìn thế nào nhưng mà cái này một khi mà đã cầm cái này quay vào thì các bạn biết này. Cái này quay cái này. Đấy. Nó sử dụng được một ngày anh. Đấy. Đấy các bạn nhìn. Cà lê mỏ lết. Mũi khoan. Này cái này vẫn mới. Này. À đã sử dụng rồi. Anh đã sử dụng rồi các bạn. Mũi này mũi tiện chứ thôi. Đấy, các bạn nhớ. Chút nữa thì mình sẽ lấy một cái rũa các bạn. Rũa sắt này là bố mình hay sử dụng cơ khí nhiều. Giờ các ông ở nhà có tuổi nên là hay cứ mầy mò các thứ. Đây, bên này. Bên này là những cái đồ này là đồ gì vậy anh? Phay. À phay ạ. Vâng. Phay mới lại nhiều cái không biết tên đâu. Vâng. Tức là chỉ phục vụ cho các bác để cái... đến đúng nhu cầu là sử dụng thôi đúng không? Chứ còn thì... có nhiều cái không biết tên cái là đột. Đột ạ. Ừ. À. Đột này hay quá nhỉ. Đột khi nó cắm vào mái cái là cái lò xo nó lẩy lên lẩy xuống. Vâng. Nó đột lỗ đây. Vâng. À. Đột. Hay quá nhỉ anh ạ. Đấy, đúng rồi, anh nói đột thì em lại có nhu cầu sử dụng rồi đấy. Đột nhưng mà nó liên quan máy cơ. Vâng. Chứ đột đấy chưa phải là đột thủ công. Vâng. Công nghiệp, liên quan công nghiệp. Vâng. Đấy, những cái đột. Mà gõ xuống thì nó lẩy cái này lên. Đây là cái này là không biết để làm gì đây. Cái này anh không biết tên. Vâng. Cái này nó vào thuộc vào cái này như kiểu là dạng cái nở ấy anh. Đấy cái nở cho vào PT để nó cắm cắm mũi khoan đấy. Vâng đấy. Đúng cái nở đấy. Vâng. À, từ đây chạy đầu kia là các loại. Vâng. Phay rãnh. Vâng, phay rãnh. Đây là lưỡi cắt các loại lưỡi đây. Các loại số anh cứ cho vào đây cho gọn cho các bạn xem cái lưỡi cắt này. Rất là lặng mà nó dày như này.
này phải đến phân 8, 2 phân. Phân 8, 2 phân. Đấy. Cái này là chữ tàu, tà chữ nhật. Nặng lắm các bạn. Các bạn nhìn như này thôi nhé, nhưng mà cái cạnh của cái này này nó rất là sắc nhé. Đấy, cái chỗ này rất là sắc luôn. Nó như là một lưỡi dao ấy, cầm cẩn thận nó đứt tay ấy. Ok, thế mình sẽ dừng cái video này ở đây các bạn nhé. Đấy, xong rồi sẽ hẹn gặp lại các bạn ở một video kế tiếp.